Bất kỳ dân tộc nào cũng có rất nhiều món ăn ngon truyền thống và đặc trưng của riêng mình. Điều quan trọng hơn cả là bạn thưởng thức nó bằng cách nào. Nếu chỉ ăn những món bày ra sẵn, bạn hoàn toàn không cảm nhận được vị ngon tinh thần của nó. Vâng, một lời chào xin gửi đến các bạn. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình du lịch phát sóng thường xuyên vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày để tận tay làm những món ăn truyền thống đầy thú vị của người dân Hàn Quốc. Xin chào, tôi là Jo Eun Jae, cùng đồng hành với quý vị trong chương trình lần này. Hôm nay tôi đã đến tỉnh Nam Yangon ở đảo Jeollanam. Hãy cùng tôi đi tận hưởng mùa hè tươi xanh ở Damyang nhé. Nam Yangon ở đảo Jeollanam, nơi có thể sống yên bình trong rừng tre. Nhiều thứ để xem và trải nghiệm. Vừa có nhiều thứ thú vị để vừa xem, vừa có nhiều đồ ăn ngon. Nam Yangon ở đảo Jeollanam vừa có món truyền thống ngon, vừa có không gian thoáng đãng. Hãy cùng đi xem thử nào. Quý vị có biết đây là nơi nào không? Tôi đang ở Nam Yangon, quê hương của những rừng tre. Tôi đã tìm đến đây để có thể trực tiếp trải nghiệm và ăn thử măng ở Damyang, cái mà lớn lên bằng ánh nắng ấm áp của mùa hè và nhiệt độ của đất. Cùng tôi khám phá nào! Trong rừng xanh nhiều loại tre như thế này, thì hãy cùng Gia Lang tìm hiểu về từng loại một nhé! Ông đang ở đâu thế ạ? Hóa ra là ông ở đây mà cháu tìm mãi. Ồ, trong rừng tre thì khó tìm thấy người lắm. Bây giờ đang là mùa hái măng, nên hôm qua ông đã đến đây để bắt đầu hái. Hôm nay ông tiếp tục. Ôi, rừng măng này rộng bao nhiêu vậy ạ? Ở đây rộng khoảng 7.000 pieong. 7.000 pieong là rộng đến mức nào cơ ạ? Thường là hơn cả một trường học. Vì muốn trực tiếp hái măng nên ông đã tới đây. Xin hãy cho cháu biết những nơi như thế nào thì hái được măng ạ? Có 3 loại măng có thể được hái vào đầu tháng 5. Bonjuk vào cuối tháng 5. Và Quang Đê thì vào giữa tháng 6. Bây giờ là giữa tháng 6 rồi. Ồ, vậy là có thể hái Quang Đê được rồi ạ. Bunjuk và Quang Đê đều hái được và nên cách nhau một tuần. Bây giờ đi tìm xem hái được cây nào thì ta hái. Ví dụ cây này, trong một rừng xanh nó lại được sơn một lớp màu trắng. Tức là đây là măng Bunjuk. Giống như là đang ngụy tạo vậy. Măng thường là 5 đến 6 ngày tuổi. 5 đến 6 ngày tuổi mà lớn vậy sao? Măng từ lúc ở dưới đất lên đến lúc lớn hẳn chỉ khoảng là 10 ngày. Không có măng nào sống lâu hơn nữa ạ? Không có. Sau 10 ngày thì lá bắt đầu rụng. Từ lúc lá rụng đến lúc hình thành một cây tre thực sự sẽ mất 45 ngày. 나가지고 완전 대나무 되는 데까지 45일 걸린다고 그래요. 와, 짧게 보네요. 그럼요, 대표님. Măng phải như vậy thì mới cung cấp đủ cho mọi người ăn. Cháu mang cái này về nhiều một chút có được không ạ? Không được, vì nó vẫn là cây tre chưa thành măng. Măng đúng nghĩa thì phải mềm, phải tìm măng mềm để hái. Măng thì phải cao khoảng 30cm cách mặt đất. Ồ, vậy là dù cao như này nhưng cũng không được ăn hết toàn bộ. Phải cao khoảng 30cm thì măng mới mềm. Ồ, là 30cm. Hãy tìm măng như vậy. 30cm요? Mỗi ngày qua đi, măng bỗng lớn nhanh như nấm mọc sau mưa. 우후죽순이란 말처럼 하루 사이 불쑥불쑥 자라난다는 죽순. 사장님의 도움을 받아 본격적인 죽순 캐기 체험에 나섰습니다. 자. Ở đây tôi thấy một cây măng ăn được. Cái này ngon này. Nhưng cháu có một thắc mắc này ạ. Đây là gì thế ạ? Đây là cái để hái măng. Cái này có thể xác định được chiều cao của măng.
얼마나 크기 얼마 크기를 캐야 될까 하고 네. 모르니까 이렇게 딱 표시를 해 놨죠. 아, vậy vừa nãy ông đo được chiều cao mà măng ngon nhất là bao nhiêu ạ? 크기가 가장 맛있을 때가 30cm đó. Đo bằng cái này thì có thể biết được cây măng ngon nhất. Với cả việc hái cũng dễ hơn đúng không ạ? Đúng vậy. Nếu như mà nhìn vào đây thì chiều cao lý tưởng nhất là đúng 30cm. Từ 30 đến 40cm. Phần đuôi măng mềm, chân măng hơi cứng. Cái 죽순도 끝다리는 이 끝다리는 굉장히 부드럽고 저 네. 밑에는 좀 뻐시고 그렇죠. 네. 제가 한번 캐볼게요. Nếu như mà đâm cắm xuống như thế này thì sẽ đào xuống được tận dưới. 캐지는 거예요. 자. 우와. Ôi, đâm được sâu quá. 빠졌네요. 네, 그래서 trông nó sẽ xanh và mềm như thế này. 이렇게. 뒤에 măng hơi cứng nhưng dần rồi sẽ mềm ra. 부드러운 축순이 되고 그래도 여기는 좀 뻐시겠죠? 네. 근데 점점 위로 올라갈수록 굉장히 부드러워져요. măng sẽ có màu trắng ạ? 뽀얗게 하얘요. Đúng rồi. 그렇죠. 너무 trông nó giống hình cái mũ nhưng bên trong sẽ có màu trắng. Thật kỳ diệu phải không? 속은 또 이렇게 하얗다니까. 오, hãy thử đào xem. 아까 괭이로 네. 알찌근하게 했으니까 자 한번 캐 보세요. 한번 해 볼게요. Cháu mong là sẽ làm giỏi như ông. Làm tốt hơn lần trước đó. Phần ruột mềm lộ ra rồi. Đúng là một cây măng ngon. 부드러운 색상이요. 속살이 나오죠. 그래서 이거의 아주 좋은 죽순입니다. 자, xung quanh có nhiều măng lắm. Thử đào xem. 뒤에 저쪽도 있고 이렇게 있으니까 한번 캐봐.